Trong suốt những năm qua, Hoa Kỳ liên tục là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và ngược lại. Ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động mạnh mẽ đến các nền kinh tế trên toàn cầu, thì Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam có được sự tăng trưởng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đạt 24,92 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 20,16 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 4,76 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị giao thương trực tuyến xúc tiến thương mại giày dép Việt Nam Hoa Kỳ hậu COVID-19 do Bộ Công Thương tổ chức, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh, Bộ Công Thương đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối, đưa hàng hóa trong đó có mặt hàng giày dép của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã cho phép một số bang mở cửa, đồng nghĩa với cánh cửa xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ mở rộng hơn sau một thời gian dài bị đóng kín do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Và với trên 60 nhà phân phối nhập khẩu giày dép Hoa Kỳ đăng ký tham dự hội nghị, cho thấy doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng rất quan tâm tới cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất giày dép Việt Nam. Đại diện Hiệp hội bán lẻ giày dép Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ về tình hình thị trường giày dép Hoa Kỳ, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến thị trường và khả năng, xu hướng phát triển của thị trường trong thời gian tới. Những phân khúc tăng trưởng ở thị trường Hoa Kỳ mà các nhà cung cấp Việt Nam nên xác định để đầu tư cho sản xuất, biện pháp để nhà cung cấp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường giày dép Hoa Kỳ, cách tiếp cận thị trường và khuyến nghị về những chiến lược mới cho các doanh nghiệp giày dép Việt Nam để phát triển hiệu quả hơn tại thị trường Hoa Kỳ.